Giới thiệu với các bạn, đây là máy hút chân không loại model DZ320, mẫu máy cũng tương đối lớn hơn so với các mẫu cùng loại. Thì đặc điểm ưu điểm của máy này là có hai thanh hàn và hút, điều chỉnh được tốc độ hàn hút và thời gian làm mát. Lưu ý có hai thanh hàn, hai thanh không phải là một thanh như những cái máy khác. Máy hút được kể cả những cái bao bì mà có chất lỏng nữa thì đều hút được. Còn về thông số kỹ thuật của máy thì máy sử dụng điện 220. Kích thước máy chiều dài này là 49, chiều rộng là 43, chiều cao của máy là 35. Còn kích chiều ngang, cái độ dài của thanh hàn này là 32, hai thanh. Khoang chứa là chiều ngang, khoang chứa mà để mình bỏ bao bì á là chiều ngang là 30, chiều dọc là 31 cm. Thì máy này là sử dụng điện 220. Thì máy được bảo hành 12 tháng. Thì bây giờ luôn tiện thì bây giờ test shop sẽ test thử cho các bạn luôn xem. Đây là trực tiếp, đi giấy trực tiếp luôn, không qua chỉnh sửa, không. Nhấn double seal. Rồi. Các bạn mở nhở tay ra, thả tay ra, ổn định rồi đấy. Giấy đi.